Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu hộp giảm tốc Cycloid 2 cấp, trục vào là trục dương. Đây là cấp 1. Đây là cấp 2. Giảm tốc 2 lần có tỷ số truyền là 731. Trục vào đường kính 22mm. Trục ra 90mm. Đây là lỗ thông hơi hoặc bơm dầu vào hộp số. Đây là mắt xem lượng dầu đầy hay chưa. Đây là chân đế. Đây là lỗ bắt vít của chân. Sau đây là tem của sản phẩm. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, xin liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0984 60 11 33.